Mann. Máy rồi anh. Ôi. Quay phim. Không lên à? Nào. Mặt này thủ. Còn đây là trả thủ. Mẹo nha. Đố mẹo à? Anh đố mẹo rồi. Lại tung à. Ca này khó. Ca này sao khó. Mà được móc hẳn lên đây. Ơ, ông Tú thả tời ra đi. Tời với tời không? Chờ tí kết hợp tời của ông Tú nữa. Ơ đi. Nào, đi. À, từ từ, không, ông phải tháo cái kia của ông ra. Ông lấy cái cáp của ông ra. Để móc ở kia luôn. Rồi. Có thả cái ra thì thả nào. À, có bỏ cái cáp kia ra không? Đây là thế chân phạt. Ông ơi, phải có cái ấy kìa, bỏ cái cáp kìa. Móc hẳn lên trên đây này. Không, móc đấy gãy như vậy này. Gãy như vậy. Rồi. Nghe nói chưa? Không có nghe đâu nhỉ? Hai xe ở trên đấy. Đây móc đây này, em lùi nó luôn. Nghe móc của nó đâu nhỉ? Móc gì? Móc tờ em. Bây giờ hai xe lối với nhau đi. Rồi. Anh móc ở đây em lùi mất. Cái gì? Lấy phòng ở đây rồi. Băng ở đâu? Băng rồi. Mất mẹ đâu rồi? Cái này chỗ này rồi. Đi móc tờ. Đây. Quay cả con kia xuống kìa. Con kia mẹ lắp tời nó ngon vào gì để lại đấy. Thôi con đấy buộc nhiều lúc à. Con đấy dây gì anh dây kia. Cắp. Hôm nay thì cắp vào. Cắp mà đéo sao. Nước xương nó vào. Nó bị tuột ở cái khóa này. Thả hết tời à. Mà xe của ông phải lên quay đít lại tí. Làm gì đến trưa, 12 giờ trưa xe Duy và bò ấy thì xe Duy có tời móc vào đít kéo Tú. Đấy, chưa? Móc vào. Móc vào. Móc vào đít. Móc vào đít. Cứ lùi lại đi xe của Tú rồi hả? Lại đi. Móc vào. Cắm mặt xuống đất. Bò làm cục cục cơ. Quay xuống. Đúng lắm đấy.
xe 11 nó phải quỳ hẳn xuống. Mẹ mình cứu ông ý như kiểu cứu mình. Mắt mình phải kiểu bố đời. Em chết nhiều nhưng mà cái chết của em cứu cấp dễ anh rồi á. Xe của chú đi nhé. Xe chú độ chưa xong nữa. Action! Action! Cẩn thận nhá, cặp mặt vào mặt và mù mắt đấy. Chú đừng có lùi. Thôi, ca này là lên được rồi đấy. Đấy, nó phải đứng vài cái này nó mới lên được chứ. Quay kỹ hệ thống tôi. Rồi. Rồi, qua đi các bạn làm tiếp bây giờ. Mình đang thả tôi. Từ từ, thả tôi đấy. Ok. Rồi, lắp cái xe rồi. Rồi. Cảm ơn anh em nhá. Không phải lượn một phát này từ đây. Cũng để nguyên đấy. Đấy, lượn phát từ đây này, trả xe này, theo vào xe kia. Zoom kỹ vào cái tờ capo hộ ngài nhá. Mày vừa mãi vào cái tờ capo ấy. Xem cái thằng bây giờ có cái tờ capo này. Có nhìn thấy chữ capo chưa? Có. Đâu, thằng ta nào đâu? Thằng ta nào? Đó. Xoạc thủ. Thôi nha, gỡ tờ nhá.